Xin chào các bác nhá, chào bác đã quay trở lại với kênh Chim Cảnh Hoa Cảnh của em. Hôm nay lại mời các bác đi câu cá tự nhiên cùng em nhé. Hôm nay điểm câu này là trạm bơm Cốc Thành. Hôm nay nước nó khá là chảy các bạn, không chắc là do người ta mở cống ở dưới kia, trên bên trên phía cầu rạch kia. Thì nước nó chảy ác lắm nên phải ngồi tít vào cái góc này. Bên kia cũng rất nhiều các cần thủ đang câu các bác nhé. Đấy. Đội kia cũng đông nữa các bạn. Mời các bác ngắm phao cùng em nhé. Nay trời nó nắng ghê luôn ạ, không mang ô gì, cứ tưởng ngồi trong bụi tre là cơn, nhưng mà trong bụi tre nước nó chảy khiếp lắm các bạn. Vừa mới thử mấy mồi rồi không thể câu được, bây giờ em phải ngồi ra góc này các bạn ạ, nó khuất hơn tí. Đấy, cắn đấy các bạn. Chết mày. Chết này. Ăn đẹp thật các bạn ạ. Cắn à. Ăn đều thật. Có lụm hay sao các bác, nhiều lụm. Vớ vẩn đấy, ăn đấy. Mãi mới thấy nó ăn. Sao, mãi mới thấy nó lụm các bạn. Có niềm tin hơn rồi. Bệnh lên này. Nó phải thụt xuống cái đóng lên cho rồi. Thụt xuống một tí đi. Chết mày, úi giời to. Hàng này các bác ơi. Phê cho hầu hết cần đây này. To đấy. Con gì đây ta? Úi giời, úi giời, úi giời. Chạy ác quá nhỉ. Chưa nhìn thấy mặt nó là con gì các bạn, to lắm. Úi giời, rô phi. Rô phi các bạn, rô phi mà chạy dữ thật đấy. Úi giời, úi giời, úi giời, chạy ghê rồi ta. Rô phi đóng sốc. Úi giời, thẹo 0.4 các bạn, không dám ép nó quá. Này sao bắt nó lên được đây. Chạy đi, lâu lắm mới được dòng con cá. Không phi cứ một hai lạng gì đấy, cần mềm quá, dây bé nó mình không không dám đóng mạnh các bạn. Phi đấy. Chạy đi, đến khi mới được con cá nó mà rong. Con đây các bác ơi, thành quả đây, ăn đều đây. Con rô phi to cỡ bàn tay, con này chắc tầm 3-4 lạng gì đấy các bạn. Đấy, đã tết rồi. Phi thả nó đi các bác nhá. Dòng phi thật. Đánh cái lưỡi cầu diếc mà nhỏ tí tí các bạn, đóng này may không tuột.
Ăn rất là dấm dớ. Đang rô phi to đấy, ăn dấm dớ đấy các bạn. Bên kia cũng bia lụm hàng rồi. Đây các bạn này. Con gì đây ta? Rô phi à? Rô phi, rô phi. À không, con gì tải lắm các bạn ạ. Chấm cỏ hay cái gì đấy. Nheo, nheo, nheo các bạn. Câu nheo, câu nheo. Câu nheo bằng cần máy. Con này to đấy, con này phải hơn cân đấy các bạn. Quá phê. Chúc mừng cần thổ bên kia. À cũng mấy con rồi ấy chứ. Cá phết các bạn ơi. Đoạn này chỗ này câu nheo lại hay này. Thấy mà câu chép ở đây thì nó vô vọng lắm các bạn. Hôm nào mình cũng phải mang cần dài mình đánh chép thử xem sao. Thấy các cụ bảo là vô vọng, không có chép. Câu chỉ có câu giếc hoặc là câu nheo thôi. Nhìn chỗ này đẹp thế này, em nào cần nó đánh chép thử. Nặng quá, không có ô dù gì. Đang kiếm con cá nữa rồi nghỉ các bác nhá. Hôm nay nó nắng thế nhỉ. Lụm đi. Giữa trời nắng này này ngồi cảm giác nó phê. Choáng hết đầu rồi các bạn. Mà nó không cho lụm con cá nữa còn về. Bệnh đấy, bệnh đấy, bệnh đấy, xuống. Xuống đẹp vào. Đấy, nó cứ phải bình tĩnh coi, thật bình tĩnh mới được. Lì với nó một tí. Chết. Ui giời, quả xuống đẹp quá nhờ. Cá này ảo thật đấy. Con cá cuối cùng lúc nào cũng là con cá khó câu nhất các bác ạ. Đấy. Bảo các bác là câu đúng một con nữa là về lại vì trời nắng mà ngồi cũng phải 30 phút mới được một con nữa. Nắng quá trời nắng rồi. Bây giờ về các bác không ngồi lúc nữa choáng đầu luôn đấy. Sức khỏe vẫn là quan trọng hơn các bác nhé. Xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cái kết là con cá rô phi nó nhỏ quá. Chắc là đàn rô phi con nó rỉa, nó mới rỉa, khó chịu như vậy. Hẹn gặp lại các bác trong những cái buổi đi câu khác. Giờ này có kiếm chỗ câu nó khó quá. Chào các bác nhé.